Năm 2020, tuy gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, hoạt động khoa học và công nghệ của tỉnh vẫn được triển khai theo đúng kế hoạch đề ra. Các đề tài dự án, mô hình ứng dụng và nhiệm vụ sự nghiệp khoa học và công nghệ chủ yếu đã tập trung vào các chương trình phát triển kinh tế xã hội và văn hóa trọng điểm, phục vụ sản xuất, đời sống xã hội và quá trình phát triển công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn. Hoạt động khoa học công nghệ đã có đóng góp tích cực vào sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo ra được nhiều sản phẩm hàng hóa có năng suất chất lượng cao, đặc biệt là trong lĩnh vực nông nghiệp, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và công nghiệp hóa hiện đại hóa trên địa bàn tỉnh. Điển hình như các sáng kiến, quy trình sản xuất giống nấm, sản xuất và chế biến lúa gạo chất lượng cao, sản xuất rau quy mô công nghiệp an toàn theo công nghệ 4.0, mô hình sản xuất giống và thương phẩm cây dược liệu trà hoa vàng, đinh lăng lá nhỏ, Sáng kiến sản xuất gạch không nung, sản xuất bao bì túi giấy thay thế túi ni lông, sáng kiến quản lý hồ sơ điện tử sức khỏe cá nhân trên địa bàn tỉnh. Năm 2020, Cục Sở hữu Trí tuệ Bộ Khoa học và Công nghệ đã cấp văn bằng nhãn hiệu chứng nhận cho các sản phẩm mật ong cúc phương, trạch tả ninh bình, chè trại quang sỏi. Xây dựng thành công chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm dứa đồng giao, các sản phẩm bước đầu đã khẳng định được thương hiệu bằng chất lượng sản phẩm được nâng lên. Giá trị thương hiệu tăng 5-10% so với trước. Năm 2021, ngành tập trung nâng cao hiệu quả, tăng cường sự đóng góp của khoa học và công nghệ vào phát triển lĩnh vực mũi nhọn, khâu đột phá, chuyển dịch cơ cấu kinh tế bền vững, đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, xây dựng phát triển các thương hiệu sản phẩm hàng hóa, khai thác hiệu quả hệ thống chuẩn đo lường, thiết bị kiểm nghiệm để phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước góp phần đảm bảo công bằng xã hội, bảo vệ quyền lợi, lợi ích hợp pháp của mọi tổ chức cá nhân. Nhân dịp này, các tập thể và cá nhân có thành tích trong hoạt động khoa học công nghệ năm 2020 được nhận cờ thi đua xuất sắc bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh, giấy khen của Sở Khoa học và Công nghệ, đồng thời trao giấy chứng nhận cho các tác giả, đồng tác giả có những sáng kiến cấp tỉnh năm 2020.